Xin chào mọi người. Hiện tại em đang có mặt tại chợ phiên Cốc Bài ở Hà Giang. Hôm nay sẽ mời mọi người cùng em khám phá chợ phiên Cốc Bài xem có gì hay nhé. Mời mọi người. Tất cả cái thực phẩm và nhu yếu phẩm ở đây thì được chia thành từng đống nhỏ bán và mỗi đống khoảng 5 đến 10 nghìn. Hương này tự làm mà cô? Vâng. Hương tự làm à? Vâng. À, làm bằng cái cây gì đấy ạ? À thế ạ. Hương này thì bán bao tiền một bó như này? 7.000 à? 6.000. Chưa đến Tết bạn bán hương rồi nhỉ? Chắc chợ phiên nào cũng bán hương như này à chú? Đến Tết là 7.000 đấy. Thơm không? Đây là. Thơm. Ừ, thơm. Cái này là có cây hương riêng của nó hay là cái trồng về lấy cái vỏ cây có loại cây của nó để làm hương à chú? Cây lá cây to bằng này. À. Cây tự nhiên cũng được, cây trồng cũng có. À, lấy cây rừng về làm cũng được. Vâng. Cũng làm được hương. Cây rừng của nào cũng thơm hương đấy. À, cứ cái loại nào thơm là mình có thể làm được hương đúng không ạ? À, vâng vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Vâng. Bày bán rất là nhiều đồ. Lạc sẽ được bày bán một khu riêng. Bán các rễ cây thuốc. Củ một người khỏe hai người vui à? Đây này. Ngọc cẩu. Một người khỏe hai người vui. Chào bà. Rất là nhiều mặt hàng được bày bán ở chợ phiên. Chè khô. Chú ơi, cháu quay tí nhá. Cái đây là hạt gì à chú? Hạt rẻ. Hạt rẻ à? Hạt rẻ gì bé thế nhở? Cái này gọi là hạt rẻ gì đấy ạ? À, cái này luộc chưa chú? Cháu ăn thử được không ạ? Ừ, ngon lắm. Bao nhiêu tiền một bát này chú? 5.000 một bát à? Thế à, lấy cho cháu một ít. Dạ, chú lấy cho cháu hai bát đi. Một hạt rẻ này là mình đi tự đi nhặt ở trên rừng à chú? À. Cái này là chưa luộc đúng không? Cái chưa luộc thì bán như thế nào ạ? Cũng 5.000. Thế lấy cho cháu hai bát cái chưa luộc này, mấy cả lấy cho cháu ba bát chưa luộc này đi, với lại một bát luộc này rồi. Vâng, cho cháu 20.000. Cái này ngon hơn lạc. Ngon hơn lạc ạ? À? Ừ. À, mình lấy nấu xong tí mình xào. Cái này à? Ừ. Nấu xong xào à? Rang ăn được mà đúng không? Rang cũng được mà luộc cũng được đúng không ạ? Rang cũng được, cũng được. Xong cái này là nó rụng ở trên cây xuống là nó như này luôn hay là rồi. mình phải bóc nữa chú? À. Đấy cây nó đi đập xong thì nó à, rơi xuống. À thế ạ. À? Ngô này. Cái gì đây ạ? À? Ốc ruộng à chú? Ừ. Túi này như bán như nào? 50.000. 50.000, cháu đi xa quá cháu không xách được, nếu không là cháu mua hết rồi. Không chết được. Ý là cháu không chở được hết đi. Cháu đi bằng xe máy nên cháu không chở được hết. Vâng. Cháu đi nhá. Vâng ạ. Thực sự đi qua cái hàng rau củ quả thì chỉ muốn khuân hết về thôi mọi người ạ. Toàn đồ sạch. Đây. Ớt, mía, bán, bỏ.
các bác ngồi từng tốp bán. Ớt chia thành từng đống bán. Ồ, có cả mật ong rừng này. Bà ơi, mật ong rừng à bà? À. Đây là. À. Một xô như thế là bán bao tiền đấy ạ? Dạ. 130 một cân. À, cái lọc ra rồi là 150. Còn cái nguyên, còn nguyên sáp như thế là 130 một cân à bà? À vâng. Quả gì đấy bà? Quả gì đấy ạ? Mê đấy. Quả me à? Không phải. Cái này không phải quả me. Cái này là chua, nấu canh cái chua à? Dùng để nấu canh chua ấy gì ạ? Thế à? Nhưng mà không giống, thế chắc là quả me rừng. Tại vì là quả me dưới cháu nó khác. Dạ vâng ạ. Đeo được mà, nó cũng nhẹ thôi. Ồ, các cô bán bạc. Hàn đỗ gì đẹp thế nhỉ? Này. Này đỗ gì đẹp thế bà? À. Dạ. À? Cái đỗ này là mang về nấu canh hay là để làm cái gì bà? Làm nấu chân giò, đầy dòng. Nấu chân giò à? À. Cái đấy nấu chân giò nó ăn này hết rồi. Bao tiền một cái một đống như này là bao tiền bà? À, 10.000 một đống. Đây, chị bán bạc. Bạc người Nùng, trang sức người Nùng. Bạc được bày bán hay sạp. Nhiều đồng bạc đấy. Bạc này bạc thật không cô? Bạc thật à? Các loại vải cũng được bày bán rất là nhiều ở chợ. Có quả mắc khén này. Rất là nhiều quả mắc khén luôn. Quả mắc khén có sớm nhỉ, đã có quả mắc khén rồi. Em chào anh nha, cho em xin quay một tí nhá. Anh ơi, quả đây quả mắc khén đúng không? Mùa này đã đến mắc khén rồi cả. Đây là củ gì đấy ạ? Cái đấy là củ tắc kè đá chứ. Tắc kè đá à? À. Cái này cũng thế à? Nhìn giống tắc kè nhỉ, nhìn giống con tắc kè nhỉ, hoa văn giống con tắc kè. À, nghe thấy tắc kè đá này lâu rồi nhưng mà hôm nay mới được nhìn thấy. Cái củ tắc kè đá này thì bao tiền một cân anh? Bán củ hay là bán cân? 150 cân. 150 một cân à? Cả hai loại đều như nhau đúng không? Ừ. Thế có mắc khén ở đây thì bán như nào vậy ạ? 10.000 một chùm. À, bán theo chùm. Nhưng mà thấy nó còn hơi non nhỉ? Non nó ngon hơn à? Hay là để già nó không sẽ ngon hơn? Nó được lâu hơn để nó khô. Khô nó bị mất dầu đúng không? Ờ đấy. Khô quá là mất dầu. Còn những cái này là cái gì đây ạ? Cái đấy là tầm gửi. Cây tầm gửi? Tầm gửi, cây chanh. Cái này cũng là tầm gửi à? Cái này là dễ tâm, rất khô. À. Bán ở đây được bày bán nhiều loại nhỉ? Có cả cổ ấu tẩu nữa. Ấu tẩu thì em thấy rồi. Ấu tẩu thì em biết rồi. Nhưng mà cái tắc kè đá là hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy. Em cảm ơn nhá. Em chào anh. Chúc anh buôn may bán đắt nhá. Ớt xanh, ớt chín được đều bày bán ở đây hết. Nhiều mắc khén thế nhở. Kia có cả mắc khén khô này. Đậu xí này, đậu xí. Chè khô. Chợ này khi đi một vòng em thấy rất là nhiều thuốc nam được bày bán nhé.
nhiều rau củ quả, khoai này. Đây. Em bốc cho chị, bốc cho chị ấy đi, bốc cho chị hai ống, ba ống đi, ba ống 50.000 đúng không? Hai mươi nghìn một ống thì ba ống thì 50.000 thôi chứ. Mua một ống thì 20.000, mua nhiều ống thì phải giảm giá chứ đúng không? Hả? Cho chị thêm một cái túi lồng vào nhá, tại vì là chị đi xa. Ừ. Chị ở Tuyên Quang. Đó chào các cô nhá, các cô bán hàng nhá. Chị đi nhá. Ừ. Chợ bày bán vòng quanh một quả đồi. Một vòng tròn một quả đồi luôn. Củ cải to chà bá. Củ cải này chắc họ hấp trồng ở ruộng ạ nhỉ? Củ cải to nhỉ chú nhỉ? Củ cải này mình khắc trồng à chú? À vâng. Ở đằng sau khu vực bán thực phẩm và nhu yếu phẩm thì còn có một khu vực được người dân họp chợ ở đây để bán các con vật nuôi nha mọi người. Người dân ở đây đi thường là đi bộ đến chợ nên là các con vật nuôi cũng được buộc bằng một sợi dây để dắt bộ đến chợ bán. Mọi khi thì ở đây rất là đông nhưng mà hôm nay do em đi muộn quá nên là người dân đã về gần hết rồi ạ. Tất cả con dê, con chó, con lợn đều được buộc bằng một sợi dây nha mọi người. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.